da của bạn rất xỉn màu, lỗ chân lông to, nhiều sợi bã nhờn thì cần phải bổ sung ngay 2 trong 4 loại serum dưới đây để da của bạn căng mịn và đều màu lại nhé. Đầu tiên đó chính là serum niacinamide với nồng độ 10%. Niacinamide là một cái dẫn xuất của vitamin B3 với 3 công dụng làm đẹp, nuôi dưỡng làn da, làm sáng da, mở thâm và xe kết lỗ chân lông rất là tốt. Và niacinamide nó phù hợp với mọi loại da và đặc biệt là da dầu, nên khi bạn sử dụng ý, thì da của bạn sẽ trở nên khô thoáng, mịn màng và lỗ chân lông cũng sẽ rất là nhỏ. Thứ hai đó là serum hyaluronic acid hay còn gọi là HA, nồng độ 2%. Đây là một loại acid có khả năng hút nước, cấp ẩm cho da cực kỳ tốt, nên là gì, những bạn nào mà lỗ chân lông to thì sẽ được cấp ẩm và làm se kít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả, giúp cho da của chúng ta căng bóng và rất là mọng nước nhé. Thứ ba là DHA nồng độ 2%. DHA là một loại acid có khả năng hòa tan trong dầu, giúp loại bỏ các cái tế bào trên da và thu nhỏ lỗ chân lông rất là tốt. Đối với những bạn mà có mụn đầu đen, lỗ chân lông to hoặc là nhiều mụn ấy, thì DHA rất là phù hợp, đặc biệt là da dầu. Thứ tư là retinol. Retinol thì không những là một cái thành phần chống lão hóa cực kỳ hiệu quả mà các chia sẻ rất nhiều lần, mà nó còn giúp cải thiện lỗ chân lông một cách rõ rệt nhờ vào khả năng làm dày da, bạch sừng và bình thường hóa phủ năng lông. Mà retinol khi thoa lên da sau từ 3 cho đến 6 tháng sẽ thấy lỗ chân lông gần như là biến mất luôn. Và đối với retinol, bạn nên bắt đầu sử dụng với cái nồng độ từ 0,5% với kết hợp với cả HA để tăng cường cái hiệu quả nhé.